đường chuyền sai địa chỉ, cơ hội dứt điểm bên phía U22 Singapore. Ramli ở trong trận đấu với Lionel Tan, không vào của U22 Indonesia đã chơi rất tập trung. Tình huống bay người cản phá của Nadeo. Rất khó chịu. Không có penalty dành. Một tình huống mà được tổ chức một cách tương đối đơn giản. Jacob Mahler. Cơ hội. Đó là cú ra chân ở góc hẹp của X. Pha chuyền ngược trở lại của Jacob Mahler và Ihsan Fandi đã rất nỗ lực để thực hiện một. Nhưng bóng lại thuộc về các cầu thủ Indonesia. Maulana, Maulana rất bình tĩnh. Cơ hội. Không vào. Tình huống đá phạt góc nhanh của các cầu thủ Indonesia. Sadin. Sadin có thể dứt điểm ngay. Đá khá nguy hiểm của Sadin hay Eki Maulana trước đó đang khiến cho hàng phòng ngự của U22 Singapore. Ramli. Stewart. Cơ hội sút xa. Đá khá. Stewart. Osvaldo. Osvaldo. Một tình huống mà đội trưởng Ihsan Fandi của các cầu thủ Singapore đã mắc lỗi khi không chủ động trong pha cản phá. Osvaldo với sự tinh quái trong pha tranh chấp của mình đã vượt qua được Ihsan Fandi. Dù nhỏ khác hơn thế nhưng cầu thủ này đã rất khôn ngoan. Và sau đó là một tình huống dứt điểm vào giữa hai chân của thủ thành Horaiza. Nhưng pha đưa bóng vào trong thì không thể vượt qua được đôi tay của thủ thành Nadeo. Osvaldo đã rất nỗ lực để có thể thực hiện đường chuyền. Đây lại là một tình huống mà Osvaldo đã xoay sở cực hay trước sự truy cản của các cầu thủ phòng ngự bên phía U22 Singapore. Thủ quân Ihsan Fandi đã làm tốt thế nhưng không có được sự hỗ trợ của các đồng đội. Và khi mà bóng đã đến với vị trí của Baha trong một tư thế gần với khung thành Rohaiza như thế này. Zulfiandi. Vẫn là cao thủ Indonesia. Rất mạnh mẽ. Không vào, bóng đã chạm vào cột dọc. Pha đi bóng rất dũng mãnh. Salamat. Khoảng trống cho Salamat. Đánh đầu, không vào. Bóng vẫn còn. Vẫn không vào. Vẫn chưa có ai của trận đấu này. Tình huống đánh đầu ở tư thế rất chống trải của Ihsan Fandi. Và sau đó là liên tiếp những cú sút của các cầu thủ U22 Singapore. Cầu thủ Singapore chưa hay và cũng chưa gặp may tại SEA Games 30. Đây đã là lần thứ hai anh em nhà Fandi dứt điểm từ những tư thế thuận lợi nhưng đưa bóng trúng. Maulana. Những tình huống rất quyết liệt. Có va chạm dựng trên sân giữa Maulana và các cầu thủ của Singapore.
Những tình huống va chạm lúc này chỉ khiến cho cao thủ Singapore bị thiệt thòi mà thôi. Ngay cả cao thủ của Indonesia cũng nên tránh những pha bóng như thế này. Bởi nếu phải nhận thẻ hoặc bị treo giò thì đó sẽ là tổn thất rất lớn với họ ở trong trận đấu quan trọng sắp tới gặp. Chạm xuất phát từ tình huống mà Maulana chủ động giữ bóng để câu giờ. Và trong tâm trạng ức chế thì cao thủ Singapore đã không thể giữ được sự bình tĩnh.